cho con bước đi ở trong Ngài. Chúa, Ngài ban ơn cho chúng con giờ này để cho tất cả chúng con đều được phước trong lời của Chúa, đường truyền Internet được thông suốt, và mỗi người trong chúng con sẽ kinh nghiệm được sự tươi mới ở trong Chúa. Chúng con giờ này cũng hướng về chị em của chúng con, chị Minh. Xin Chúa Ngài giúp đỡ chị em con trong danh của Chúa Giêsu. Chị em con sẽ có một sự soi sáng của Chúa và sự dẫn dắt của Chúa về đi tìm con gái của mình. Và Chúa Ngài cũng cáo trách lòng của cháu để cho biết rằng cha mẹ đang rất là lo lắng cho mình. Vì vậy xin Chúa Ngài cho cháu có cơ hội để được trở lại trong sự phục hòa và trong gia đình của mình, cũng như là trở lại trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Con xin dâng chị Minh trong tay Chúa, dâng con của chị trong tay Chúa, và chúng con cũng dâng lớp học ở trong tay Chúa. Và chúng con cùng dâng lên cha lòng biết ơn và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Alleluia. Sao nhỏ quá thầy ơi, nhỏ quá. À, nói như mày nhỏ hả? Dạ. Máy mũi thư đầu của em, mày mệt phát rồi vậy mới nghe được. Ồ, ok. Không được. Bây giờ nghe rõ chưa? Dạ, bây giờ thì lớn hơn nãy hơn không? Alo. Dạ được rồi, thầy ơi, được rồi. À. Rồi, tôi biết nó tại sao rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn Giang. Rồi, hôm nay chúng ta học đến chủ đề số 8. Đó là công việc và bông trái của sự công chính. Câu gốc của chúng ta là ở trong Ê-sai đoạn 32 câu số 17. Chúng ta cùng mở ra. Ê-sai 32 câu 17. Công bình sẽ sanh ra bình an. Trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi. Chúng ta lưu ý cái chỗ này là đây là cái trái của sự công chính. Như vậy như Chúa Giêsu nói rằng xem trái thì biết cây. Vậy thì khi chúng ta xem cái trái của sự công bình ở đây, Kinh Thánh nói rằng là sự công bình đó, thì nó sẽ sanh ra sự bình an. Nếu như chúng ta thấy được trong lòng chúng ta có bình an, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta là người đang có sự công bình, công chính của Chúa ở bên trong. Sự công bình sẽ sanh ra sự bình an. Còn trái của sự công bình là yên lặng và an ổn mãi mãi. Nó có một cái giá trị nhất định để cho chúng ta nhận thấy được cái chúng ta có sự công bình của Chúa hay không. Anh chị em biết rằng xã hội đang có sự hoang mang. Họ bị dao động bởi vì cớ rằng cái dịch corona này. Nhưng mà là con cái Chúa, chúng ta có bị dao động không? Chúng ta cũng có thể bị tác động bởi những điều bên ngoài. Nhưng mà cái điều đó nó không phải là cái sự rúng động, không phải là sự sợ hãi, không phải là sự bất an, không phải là sự lo lắng. Chúng ta vẫn có thể mua sắm đồ đạc, hay là cũng chuẩn bị thức ăn cho con cái của mình, hoặc là chúng chuẩn bị những cái điều gì cần thiết nhất cho cái cuộc sống trong cái hoàn cảnh dịch này. Nhưng mà đối với cái sự hoang mang, cái sự lo lắng, cái sự sợ hãi thì cảm ơn Chúa là chúng ta không có. Chúng ta không có. Cho nên là xin Chúa cho chúng ta ở trong cái sự tin tưởng một cách tuyệt đối, và đồng thời chúng ta tin Ngài thì chúng ta có cái sự công chính của Chúa ở bên trong. Vì vậy chúng ta chẳng có lo lắng hay là sợ hãi bất cứ một cái điều gì. Như vậy chúng ta có thể xem về cái bông trái ở tại đây. Đó là thứ nhất là cái sự bình an. Đó là cái dấu chính
của cái sự công chính ở bên trong. Hậu ơi, Hậu tắt dùm cái mic Hậu ơi. Chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Côlôse đoạn 3 câu 15. Côlôse đoạn 3 câu 15. Rồi mời anh Tấn đọc. Côlôse đoạn 3 câu 15. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến, đặng hiệp một, đặng hiệp nên một thể là phải biết ơn. Nguyên sự chính sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em. Là chúng ta biết rằng cái sự bình an này, làm sao để cái sự bình an này có thể có ở trong lòng chúng ta? Đó chính là chúng ta đón nhận cái sự công chính. Hay là chúng ta đón nhận Chúa thì sự công chính sẽ đến trên chúng ta. Và sự bình an này nó liên tục ở trong chúng ta. Và chính cái sự bình an đó sẽ cai trị, cái từ cai trị này trong nguyên nghĩa đó nghĩa là làm trọng tài hay là sự phân xử. Làm trọng tài hay là sự phân xử. Mà sự bình an này anh em được gọi đến trong một thân thể. Một thể ở đây là một thân thể, và phải biết ơn. Nên chúng ta nếu biết mình có cái sự công chính thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ sanh ra cái sự bình an của Chúa ở bên trong chúng ta. Và chính cái sự bình an đó nó cai trị, nó làm trọng tài, nó phân xử trong tấm lòng của chúng ta. Trong cái môn học về sự ngợi khen thờ phượng đó, thì làm sao để chúng ta có thể thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật, thì trong đó nó có tiêu chuẩn. Một trong những tiêu chuẩn đó là có cái sự bình an. Sự bình an của Chúa ở bên trong sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta xem ở trong Ê-phê-sô như là Philip đoạn 4. Philip câu số 7. Mời Mai Dương ạ. Mời Mai Dương. Philip đoạn 4 câu 7. Sự bình an được Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, thể hiện mọi tự vinh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, chúng ta thấy là cái sự bình an của Đức Chúa Trời nó vượt quá mọi sự hiểu biết, vượt quá những cái suy nghĩ của chúng ta. Điều này có nghĩa là, hay là nói cách khác là sự bình an của Chúa vượt khỏi cái tâm trí của chúng ta. Cái tâm trí chúng ta nó được tâm trí của con người bình thường nó được bình an khi một ai đó có một lời hứa cho họ, hoặc là có họ ở trong một cái hoàn cảnh được sự bảo vệ, hoặc là có người đông người thì họ cảm thấy được bình an. Nhưng mà bình an của Đức Chúa Trời đây, trong cái sự gọi là bình an mà cai trị trong lòng của chúng ta đây, đây là bình an vượt khỏi cái tâm trí xác thịt. Chúng ta không hiểu tại sao nó có một sự bình an rất là lạ lùng, ngay cả trong những nghịch cảnh hay là trong những cái hoàn cảnh hoạn nạn hay là khốn cùng hay là như thế nào, thì cái sự bình an cũng rất đặc biệt, nó luôn luôn ngự trị ở trong tâm lòng của chúng ta. Nếu như con cái của Chúa chưa biết về sự công chính, hay là không tin rằng mình được công chính ở trong Chúa, thì người này cũng không nhận được sự bình an và trọn vẹn ở trong Chúa. Tôi xin nói lại điều này. Nếu con cái của Chúa không biết mình có sự công chính, thì người này cũng không thể có sự bình an trọn vẹn ở trong Chúa. Lúc thì bình an, lúc thì bất an, lúc thì không biết mình có được cứu hay không, lúc thì ô tôi cảm ơn Chúa vì tôi được cứu, nhưng mà lúc thì không biết. Đây chính là cái sự dao động vì không biết mình có sự bình an. Mặc dầu tin nhận Chúa, chúng ta có nhận sự công chính, nhưng mà cái tâm trí chúng ta nó không chấp nhận được, không hiểu được, nó không có thể lãnh hội được. Vì vậy mà luôn luôn bất an, lo lắng, rồi những cái tiếng nói của sự định tội, tiếng nói của xác thịt nó lên tiếng, rồi tiếng nói của ma quỷ nó lên tiếng.
nó làm cho hãm ép cái tâm trí của anh em, khiến cho cái sự bình an của Chúa dù có ở bên trong nhưng mà chúng ta không có nhận được, hay là xin lỗi, không cảm nhận được, không nhận ra được nó và không phát huy được cái sự bình an đó. Cái chủ đề về công việc và bông trái của sự công chính tập trung vào một cái vấn đề, đó là khi chúng ta bước đi ở trong sự công chính, chúng ta có sự công chính thì chúng ta sẽ có trái của sự công chính. Sự bình an ở bên trong của anh chị em người ta không nhìn thấy, nhưng trái của sự bình an, xin lỗi, trái của sự công chính thì người ta nhìn thấy. Cho nên ngạc nhiên họ hỏi những người tin nhận Chúa, ủa tại sao vậy? Tại sao mà mọi người đang lo lắng nhưng mà tất cả những người này thì tại sao bình an như vậy? Bởi vì cái trái ở bên trong nó thể hiện ra. Như vậy nếu anh em có sự công chính nhưng mà không nhận ra sự công chính thì cái sự bình an nó không phát huy ra được bên ngoài, để khiến cho người ta không thể nhận thấy trái của sự công chính, chính là sự bình an của Chúa bên trong chúng ta. Phần giới thiệu này nói cho chúng ta để cho chúng ta có thể hiểu được rằng cái hoạt động, cái việc hoạt động của sự công chính nó như thế nào, và để rồi nó sẽ có những cái kết quả trái ra làm sao. Điều thứ nhất, chúng ta đón nhận việc làm của sự công chính mà sự công chính hoàn thành trong chúng ta là sự bình an. Chúng ta đón nhận việc làm của sự công chính, tức là hành động của sự công chính, và sự công chính được hoàn thành trong chúng ta là sự bình an. Vậy thì khi nhìn thấy bình an, chúng ta biết rằng sự công chính đã hoàn thành công việc của sự công chính ở bên trong chúng ta rồi. Những cái phần đầu chúng ta nói, khi nào chúng ta biết mình công chính? Đó là khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu và Thánh Linh của Đức Trời Ngài đặt hay là ấn chứng sự công chính của Ngài trong chúng ta. Và khi Ngài ấn chứng trong chúng ta rồi thì chúng ta thấy là cái sự công chính nó đồn trú hay là bền vững, bền ở trong chúng ta. Đó là một chức vụ của Thánh Linh, và tiếp tục Thánh Linh hành động ở trong chúng ta, xưng chúng ta là công chính, ấn chứng cho chúng ta để làm của cầm về công việc chúng ta là công chính. Khi chúng ta hiểu được thì bắt đầu nó sản sinh cái công việc của sự công chính, nó được hoàn tất, sản sinh ra sự bình an. Điều thứ hai, chúng ta sản sinh bông trái của sự công chính mà sự công chính được hoàn thành qua chúng ta là đời sống thánh khiết. Như vậy có một sự khác biệt ở chỗ là gì? Nhận cái việc làm của sự công chính hay hành động của sự công chính, để sự công chính đó hoàn thành trong chúng ta là sự bình an. Nhưng mà chúng ta sản sinh ra bông trái của sự công chính và sự công chính được hoàn thành qua chúng ta. Như vậy hai điều, sự công chính hoàn thành bên trong và sự công chính hoàn thành qua chúng ta. Hoàn thành bên trong thì nhận bình an, hoàn thành qua chúng ta thì có cái kết quả của sự bình an đó. Như Ê-sai đoạn 32 thì nói rằng: công bình thì sanh ra bình an, trái của sự công bình là yên lặng và an ổn mãi mãi. Cái trái của sự công bình là yên lặng và an ổn mãi mãi. Nhưng kết quả cuối cùng của sự công chính đó là gì? Chúng ta cùng xem ở trong Roma đoạn 6 câu số 22. Mời Anna, Roma đoạn 6 câu 22. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên con mồi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Amen. Cái sự nên thánh đó là cái kết quả, hay là nói một cách khác, khi chúng ta biết mình tin nhận Chúa, mình đã tin nhận Chúa thì chúng ta biết rằng là mình có sự công chính của Chúa được đảm bảo sự sống đời đời, thì cái kết quả đó chính là cái đời sống nên thánh, hay là những cái hành vi sống được thể hiện ra. Và nếu như sự bình an ở bên trong thì hành vi của sự bình an, cái kết quả của sự bình an đó, sự công chính đó, chính là những cái bông trái mà thể hiện ra bên ngoài. Bây giờ chúng ta xem những cái việc làm của sự công chính hay là công việc của sự công chính.
Như Ê-sai đoạn 32 câu 17 thì nói cái đó là bình an. Hay là cái công giá, công việc hay là công giá để kết quả cho sự công chính, đó là bình an. Nó cũng giống như Kinh Thánh nói về cái công giá trả cho tội lỗi vậy. Công giá trả cho tội lỗi là gì anh chị em? Ở trong Roma đoạn 6 câu 23 thì nói rằng: vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Cái công giá hay là cái việc làm của tội lỗi thì nó sanh ra sự chết, nhưng mà việc làm của sự công chính thì sanh ra sự bình an với Chúa, rồi với những con người xung quanh, rồi với chính chúng ta. Ngay cả chính chúng ta cũng cảm nhận một cái điều đó rất rõ ràng, và những người xung quanh họ cũng nhìn thấy. Cái điều thứ hai dụng đó là sự yên lặng và an ổn mãi mãi. Cái từ an ổn này còn có nghĩa là tin một cách xác quyết hay là tin chắc chắn. Như vậy giả sử như tôi uống một cái viên thuốc vào, thì cái tác dụng của cái viên thuốc đó thì nó sẽ làm cho tôi hết đau, sẽ làm cho tôi không còn bị sốt. Như vậy thì tôi sẽ nói rằng cái kết cái viên thuốc và tôi còn hết đau. Nên khi chúng ta có sự công chính bên trong và sự công chính của chúng ta thì nó sẽ tạo ra một trên đời sống của chúng ta, và nó hiển lộ ra đó là sự yên lặng và vững vàng. Chúng ta thấy có một cái sự khác biệt của một người đức tin bị dao động với một người đức tin có một sự quyết, nó cũng giống như vậy. Chúng ta xem ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 6 cho đến câu số 8. Rồi, xin mời Vũ. Gia Cơ đoạn 1 câu 6 đến câu 8. Nhưng phải tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây. Chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa, ấy là một không định. Cái người thì nó lăn tăn giống như sóng biển vậy, và sứ đồ Gia Cơ nói là không, đừng có tưởng rằng mình từ nơi Chúa. Như vậy cái người mà đức tin không có ổn định hay là không có một cái xác quyết thì cái kết quả là gì? Người này bị chi phối, người này bị phân tâm, và ngay cả lời cầu nguyện cũng không có một cái xác quyết về cái lời cầu nguyện của mình có được Chúa nhận hay không. Thì cái người mà không có chắc chắn về sự công chính của Chúa bên trong, họ không có sự bình an thật. Họ bị tác động bởi bên ngoài. Chẳng hạn như bản thân của họ không biết chắc mình có được cứu độ hay không. Rồi mọi cái hành vi của họ đó thì họ luôn luôn là sợ rằng không biết rằng người ta có chấp nhận tôi không. Cái điều tôi làm đây người ta có chấp nhận tôi không? Và nếu người ta không chấp nhận thì tôi cảm thấy bị dao động mà không biết rằng mình làm điều đó có đúng hay là sai. Dạ, xin chỗ mục sư Lâm tắt cái mic miss. Dạ, cảm ơn. Cho nên anh chị em thấy ở đây, chúng ta thấy rằng nếu như một người họ không có chắc chắn ở bên trong thì sự bình an không có, và họ bị dao động, họ bị chi phối bởi người này người kia, chi phối bởi tính lý này tính lý nọ, chi phối bởi hội đoàn này hội đoàn kia, chi phối bởi số đông, chi phối bởi cái sự đánh giá của người khác, chứ không có một sự kiên định ở trong cái tim của chúng ta với Chúa. Nhưng người có sự công chính của Chúa, có sự bình an của Chúa, có sự công chính hoạt động ở trong rồi thì chúng ta thấy rằng họ rất là bình an ở trong một hoàn cảnh, và họ chế ngự được hoàn cảnh. Anh em để ý chuyện về
bị bão giữa biển của các môn đồ. Khi Chúa truyền cho họ đi qua bờ bên kia thì các môn đồ chèo chống qua mình đó. Nhưng mà giữa biển thì bắt đầu biển nổi sóng lên. Và Kinh Thánh ghi lại là gì? Sóng đến nỗi ập vào đầy thuyền. Các môn đồ thì ra sức chèo chống. Và họ hốt hoảng. Bạn nhớ rằng có Chúa ở trong thuyền. Nhưng mà lúc bây giờ Chúa đang ở trong thuyền làm gì? Kinh Thánh ghi là gì? Ngài đang ngồi ở sau lái giữa gói mà ngủ. Chúa đang ngủ ở trong thuyền. Và họ đánh thức Chúa dậy. Họ nói rằng là: Thầy ơi, thầy không lo, chúng ta chết. Kinh Thánh ghi lại Chúa Giêsu Ngài thức dậy, Ngài quở sóng gió và biển, và biển liền yên lặng như tờ. Ngài không bị xao động vì cớ sóng, Ngài không bị xao động bởi vì cớ gió ở bên ngoài, Ngài không bị xao động vì cớ chiếc thuyền đang nước đang tràn vào, bởi vì Ngài đầy dẫy sự bình an ở trên Ngài. Theo Đức Chúa Trời, Ngài rất là mưu luận, Ngài ấn chứng sự công chính của Ngài ở trong chúng ta, và Ngài tiếp tục đem lời của Ngài đặt vào trong chúng ta. Lời đó bắt đầu được gieo trồng và được lớn lên, và khiến cho cái sự công chính ở bên trong chúng ta hoạt động một cách mạnh mẽ, và nó sanh ra bồng trái cho chính vương quốc của Chúa, cho chính đời sống của chúng ta, và Ngài được vinh hiển. Cho nên cái tác dụng của sự công chính đó chính là sự yên lặng, hay là bình tĩnh. Yên lặng hay là bình tĩnh. Khi chúng ta có cái điều này, tức là trái của sự công chính bắt đầu nó hoạt động, nó có bên trong và nó tắt, có tác động, thì anh chị em thấy, anh chị em sẽ cảm nhận rất rõ, đó là trước đây cùng một sự việc mà chúng ta có thể phản ứng một cách rất là thái quá. Chúng ta có thể nổi điên lên, hay là chúng ta hốt hoảng không làm chủ được cái cơn giận của mình. Thì bây giờ thì khi sự việc cũng là sự việc nó xảy ra, nhưng mà chúng ta hoàn toàn để bình tĩnh và để xử lý vấn đề một cách nhẹ nhàng. Anh chị em có nhận ra điều đó trên mình không? Anh chị em có nhận ra được những cái sự giận hoảng hay là giận dữ trên mình nó đẩy lùi? Đó chính là cái kết quả của sự công chính của Đức Chúa Trời đang hoạt động ở trong tôi và chị em. Chúng ta không thể là còn: Chúa ơi, Ngài đem cái cơn giận ra khỏi con. Không, chính Chúa chúng muốn chúng ta phải quản trị nó. Nhưng mà cách nào đây? Cứ hãy tiếp tục ở trong Ngài thì cái sự công chính hoạt động bên trong nó sẽ sản sinh ra những cái trái, những cái kết quả này. Con người thì sản sinh ra nhanh, nhưng con người thì sản sinh ra chậm. Nhưng mà rõ ràng chúng ta nhìn thấy trước đây một sự việc chúng ta rất là bất an, chúng ta có thể dậy nảy lên hay là hốt hoảng lên. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta xử lý tình huống nó bình an. Đó chính là cái sự công chính của Chúa đang hoạt động, đang tác động ở bên trong chúng ta, và đang sản sinh ra cái bông trái. Trái đó chính là sự yên lặng hay là sự bình tĩnh, và tin chắc hay là yên ổn mãi mãi, hay là đức tin xác quyết ở bên trong. Tôi không biết anh chị em có để ý về cái đức tin của mình không? Giả sử trước đây chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta hay lý luận và chúng ta dễ hồ nghi, và chúng ta cứ nghĩ rằng là không hiểu tại sao trong tâm trí của tôi này hay dễ thay đổi và dễ hồ nghi như vậy. Thật ra đó là những cái đồn lũy cũ thôi. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục bám chặt lấy Chúa, ở trong Ngài, học lời của Ngài, thì anh chị em thấy dần dần cái đức tin của chúng ta đó nó lạ lắm. Và nếu để đọc vào thì chúng ta hay lý luận làm sao được thế này thế kia, nhưng mà bây giờ khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì đức tin chúng ta có một sự xác quyết. Hoặc là chúng ta từng cầu nguyện, thì chúng ta từng cầu nguyện nghe thấy rất là hay, rất là hoa mỹ, nhưng thật sự bên trong á, nó trống rỗng mà. Cái lời cầu nguyện nó trống rỗng mà, nó không có một cái gì đó tiên quyết ở trong Chúa, thì cái kết quả nó không có. Nhưng càng ngày càng ở trong Chúa thì lời cầu nguyện của chúng ta nó trở nên xác quyết, mà có một cái gì đó khi chúng ta cầu nguyện có một cái sự tin chắc được ấn.
có thể biết một điều rằng Chúa là đấng đặt nhập lời cầu nguyện của con rồi. Ngay khi cầu nguyện chúng ta biết ngay Chúa nhập lời cầu nguyện chúng ta. Như vậy đó chính là những cái hoạt động hay những sự tác động của sự công chính ở bên trong chúng ta, còn được gọi là trái của sự công chính. Điều thứ hai của công việc của sự công chính, đó là nhận lấy công việc của sự công chính đòi hỏi sự hợp tác phần của chúng ta. Như vậy sự công chính là được từ đến từ Chúa hay là Chúa ban, nhưng mà cái hợp tác là chúng ta hợp tác. Nó cũng giống như giữa vợ và chồng vậy. Nếu vợ không đón nhận hạt giống của chồng thì mãi mãi vợ không có kết quả, không có con. Đó là cái nguyên tắc của Chúa. Nếu mảnh đất mà nó không tiếp nhận hạt giống thì nó sẽ không ra sinh ra cây và không ra trái. Nó chỉ có sinh ra cỏ mà thôi. Cho nên bản chất của đời sống của chúng ta là tội lỗi, thì nó luôn luôn sản sinh ra tội. Chúng ta có cố gắng cũng không được. Nhưng khi ta tiếp nhận cái hạt giống của sự công chính từ Đức Trời thì hạt giống đó bắt đầu được kết quả, được lớn lên, và không lâu chúng ta sẽ nhìn thấy có những cái trái của sự công chính để chúng ta được nhận lấy, chúng ta được hưởng, rồi những người xung quanh cũng được hưởng nữa. Nếu vợ có trái của sự công chính nhiều thì chồng là người hưởng. Nếu chồng có trái thì vợ là người hưởng. Nếu cha mẹ có trái của sự công chính thì con cái hưởng. Nếu gia đình có trái của sự công chính thì hội thánh được vui mừng, chúng ta được hưởng. Chúng ta xem ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 20. Xin đọc là từ câu 19 luôn đấy, 19 đến câu 20. Rồi, xin mời em Phượng ở Hải Phòng ạ. Gia Cơ đoạn 1 câu 19 câu 20. Vâng, xin được đọc. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm làm nên sự công chính của Đức Chúa Trời. Amen. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời mà chồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Dạ. Chúng ta thấy ở đây cái cơn giận thì ai cũng có cả. Ai cũng có giận cả. Tới người mà nói là không giận thì không biết phải là người hay không nữa. Tại vì vốn dĩ cái giận là sự phản ứng tự nhiên của chúng ta. Nhưng ở đây là hỡi anh em yêu dấu, anh em phải biết điều đó. Người nào cũng mau nghe, chậm nói và chậm giận. Cái người mau giận đó cứ nghĩ rằng mình giống như thay trời hành đạo vậy đó. Thì cái cơn giận của loài người đó nó không có làm nên sự công bình của Đức Trời. Hay là cơn giận của loài người cứ nghĩ rằng mình giận thì mình sẽ có thể thay Chúa xử lý những cái việc. Và đôi khi chúng ta giận cái người trực tiếp gây ra cái điều giận cho mình, vấp phạm hay là lời nói hay là hành động. Nhưng đôi khi chúng ta lại giận lây, có nghĩa là cùng cái câu chuyện đó không phải là của mình, nhưng mà khi đọc lên thì chúng ta lại giận cái câu chuyện đó, giận những cái đương sự ở trong đó. Cái clip mà quay mẹ của Mai Phương chửi rủa bà đánh và đập đồ, tối hôm qua tôi xem thì cái clip chỉ mới có 2 ngày, từ 31 ngày tới ngày hôm qua thôi. Mà cái clip đó anh em biết bao nhiêu người xem không? Gần 6 triệu người xem. Và đa phần khi người ta xem thì người ta bị tác động. Người ta bị tác động bởi cái người mà quay clip đó. Tức là họ bị tác động bởi cái tác giả, bởi cái đạo diễn đó. Họ quay, họ dàn dựng và họ viết những lời bình phẩm. Cho nên là người ta nghe và người ta giận mẹ của Mai Phương. Nhưng mà người ta giận mẹ Mai Phương, nhưng thực tế là cái cơn giận được phản ứng bởi vì cớ họ tiếp nhận những cái hình ảnh, cái lời nói, rồi những cái bình phẩm của cái người đạo diễn đó, người tác giả đó, chứ không phải là đương sự. Tối hôm qua trên Facebook có một
bài viết phản biện về điều đó rất hay. Mục sư Tuấn có chia sẻ lại rất là hay. Có những người họ được ơn của Chúa để có thể đưa ra lập luận để phản bác lại những cái điều mà người ta đang giận. Và khi cái cơn giận của tập con người nó gọi là giận lây, thì vô hình chung họ đi theo hay là hùa theo, Kinh Thánh gọi là hùa theo đám đông, đám đông để làm quấy. Và cái điều này Chúa không đồng ý, Chúa không chấp nhận. Chúng ta xem ở trong Sứ Ký Thư Ký đoạn 23. Sức 23 câu 1 và câu số 2. Xin mời thầy Sương ạ. Sức 23 câu 1 và câu 2. Xin mời Mỹ Hòa. Sức Ê Díp Tô Ký đoạn 23 câu 1 câu 2. Người chớ dùng hiểm, chớ hùa cùng kế hung ác, đành làm chứng dối. Người chớ hùa đảng đông, đành người làm quấy. Khi người làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên trở theo bên phi đông mà phạm sự công bình. Dạ. Yeah. Như chớ có đồ nguyện, chớ cùng hùa những kẻ hung ác để làm chứng dối. Còn chớ có đùa, chớ có hùa theo đảng đông để làm quấy. Mà chúng ta thấy rằng bây giờ người ta rất là dễ ăn theo. Họ sẵn sàng, họ phá vỡ những cái nguyên tắc cơ bản. Họ không có không được soi sáng để nhận biết được điều nào đúng, điều nào sai, và họ có thể vi phạm sự công bình. Cho nên ở đây Gia Cơ nói rằng người nào cũng phải mau nghe, chậm nói và chậm nhận. Nghe chúng ta có hai lỗ tai, nhưng mà lạ lùng là Chúa làm hai lỗ tai chúng ta hướng về phía trước, để chúng ta không nghe những cái gì ở đằng sau lưng. Và có hai lỗ tai nhưng mà có một cái miệng, thì chúng ta nghe nhiều hơn và chúng ta nói ít hơn. Đây là điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta như vậy. Người nào cũng phải mau nghe, chậm nói và chậm giận. Bởi vì cơn giận của loài người không làm nên, không hoàn thành cái sự công chính của Đức Chúa Trời. Người ta nghĩ rằng con người có thể làm thành cái sự công chính của Chúa, nhưng mà không. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, khi chúng ta có trái của sự công chính, hoặc là sự công chính của Chúa hoạt động ở trong chúng ta, chúng ta được ấn chứng, thì chính chúng ta được Chúa Ngài có cho một cái kết quả, đó là cái giận đó nó chậm lại, nó không có giận hoảng nữa, nó không có vội vã. Nhiều người khi mà nghe một cái câu chuyện gì đó, chúng ta không phải là người trong cuộc, nhưng mà khi chúng ta nghe và chúng ta phản ứng, thì anh chị em thấy rằng nó trở nên thái quá và tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Xin Chúa giúp đỡ để tôi anh chị em mau nghe, chậm nói, chậm dần. Bởi vì biết chắc một điều rằng sự cơn giận của con người không có làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai ở trong phần B, đó là sự hợp tác tiếp tục nhận lấy lời Chúa trong chúng ta, và trong sự vâng lời đối với tiếng nói của Thánh Linh trong chúng ta. Làm sao để chúng ta có thể nhận lấy lời Chúa trong đời sống của mình được? Như Gia Cơ đoạn 1 câu 21 thì chúng ta đã nghe đọc rồi đó. Đó là: vậy hãy bỏ những điều ô uế, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em. Đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em. Khi mà chúng ta được nghe, được gieo hạt giống, thì chúng ta phải lấy cái lòng nhu mì hay là khiêm nhường để chúng ta tiếp nhận lời Chúa. Một khi chúng ta nghe một cái hạt, nghe tức là được gieo hạt giống, mà chúng ta vội, chúng ta là thôi tôi không nghe nữa, dù chúng ta có nghe nhưng mà lòng chúng ta đóng lại, thì đó chính là chúng ta đã dùng cái sự kiêu ngạo để lắng nghe, và hoặc là cái tôi của mình để lắng nghe. Thì chúng ta nghe như vậy chỉ có sự phá đổ chứ không có một cái sự kết quả.
Cho nên ở đây nói rằng chúng ta lấy cái lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong chúng ta. Nên khi chúng ta hợp tác bằng cách là tiếp nhận lời Chúa, chúng ta có lời Chúa, chúng ta đã từng là người học trường Kinh Thánh, chúng ta từng giảng dạy. Nhưng mà thưa chị em, không bao giờ là đủ. Không bao giờ là đủ. Chúng ta vẫn tiếp tục nghe, nghe lời Chúa, nghe từ anh chị em này, nghe từ những tôi tới Chúa khác. Đôi khi chính những cái khiếm khuyết của mình được bù đắp từ những tôi tới Chúa khác. Dù chúng ta có rất mạnh mẽ như cái tay phải thì chúng ta cũng cần được sự hỗ trợ từ cái tay trái. Hoặc là đôi khi chúng ta nghe, chúng ta lại nhận ra những cái khuyết của người đang nói, rồi chính mình so sánh lại để chúng ta tự rút ra một bài học, để chúng ta không vấp vào trong cái điều mà cái người kia đã từng vấp. Cho nên nghe luôn luôn là điều phước hạnh. Lắng nghe luôn luôn là điều phước hạnh. Trong cái môn giảng và dạy sẽ có câu kinh thánh này. Tôi muốn chị em xem qua để chúng ta được gây dựng. Ê-sai Ê-sai đoạn 50 câu số 4. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Ở đây một điều mà tôi muốn nhấn mạnh đó là Chúa Giê-hô-va ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ. Cái lưỡi của người được dạy dỗ với cái lưỡi của người dạy dỗ nó khác nhau. Cái lưỡi của người được dạy dỗ là cái người đó, và khi họ khiêm nhường nhu mì, họ nhận lấy lời trồng trong đời sống của họ, thì cái lưỡi của họ nói ra những lời, những lời khiêm nhường và những lời cao trọng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái lưỡi của người chưa không được dạy dỗ, có nghĩa là họ không cần ai dạy dỗ, họ không chấp nhận sự dạy dỗ, thì họ sẽ nói ra những cái lời cao ngạo. Một số người dẫn chứng ở trong sách Văn Nhất chương 2. Văn Nhất chương 2 câu số 27. Về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Anh em thấy cái câu này khi đọc vào á, nếu vế đầu á, thì chúng ta đọc chúng ta sẽ nghe là đúng rồi, tôi có sự sức dầu Chúa, tôi không cần ai dạy dỗ cả, vì chính sự sức dầu đó dạy dỗ con mọi thứ. Nhưng mà chúng ta đọc cái phần sau đó thì đó là gì? Thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Như vậy để có thể nhận được sức dầu thì chúng ta phải có được dạy dỗ, tức là lấy cái lòng nhu mì, nhận lấy cái lời dạy dỗ là lời trồng trong lòng chúng ta. Và từ cái sự nhu mì nhận lấy lời đại dạy dỗ đó, chúng ta rồi chính sự sức dầu đó mới dạy chúng ta nhiều điều khác nữa. Cho nên đừng hiểu lầm cái câu kinh thánh này, đừng hiểu sai ý của tác giả này. Trở lại ở trong Gia Cơ, để có thể nhận được cái lời, cái lòng nhu mì và nhận lấy lời trồng cho chúng ta, thì bản thân chúng ta phải hợp tác. Hợp tác bằng cách nào? Đó là bỏ đi những điều ô uế, loại trừ nó ra. Những điều ô uế đó nó nằm ở đâu? Trong tâm trí của chúng ta. Chúa Giê-xu đã từng nói rằng từ ở trong lòng, trong trí, giết người, tham lam, trộm cắp, tà dâm, ô uế. Vì bên cái gì bên, nhưng cái gì bên trong ra nó mới là ô uế. Cho nên nếu trong không có sự công chính thì nó sẽ ra những cái sự ô uế. Đôi khi có sự, những cái sự ô uế nó được mạ vàng, giống như nó được che đậy, nó được phủ một cái lớp rất là hoa mỹ, nhưng nội dung của nó ở bên trong nó ẩn chứa một điều, là một cái điều rất là tinh vi và ô uế, hay là gây cái sự tổn hại cho người khác, có sự kiêu ngạo rất là tinh vi, khiến cho người ta nghe và người ta nhầm lẫn.
lời của Đức Chúa Trời hoạt động ở trong chúng ta. Sự công chính cần phải có lời Chúa. Sự công chính nó cần phải có lời Chúa để nó có thể được lớn lên, nuôi trong chúng ta. Đó là loại bỏ ra những cái ác tưởng. Cho nên sứ đồ Phaolô đã gửi cho thánh Philip đoạn 4 câu 8: thành vị trí chân thật, vị trí đáng yêu chuộng, vị trí có tiếng tốt, vị trí nhân đức, vị trí có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ tới, nghĩ tới những cái điều tốt lành, nghĩ tới những cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài làm cho chúng ta. Ngay cả như ông Giốp, khi ông ở trong hoạn nạn thì ông vẫn nghĩ đến cái điều tốt. Khi nhà cửa, tài sản, con cái mất hết thì ông vẫn nghĩ đến cái điều tốt. Ông nghĩ tốt về Chúa, ông nghĩ Chúa có chương trình tốt lành nhất cho ông. Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng trần truồng trở về. Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va lấy đi, ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ông không nản lòng về điều đó. Rồi khi một chứng minh ung động từ đỉnh đầu đến bàn chân thì Giốp cũng nghĩ tốt về Chúa, nghĩ rằng Chúa có chương trình tốt lành nhất cho con. Khi vợ nói rằng là gì, giờ này mà ông còn bền đổ trong sự mình đi theo ạ, và tại sao ông không phỉ báng Đức Chúa Trời mà ông chết đi? Giúp trả lời rằng: hỡi người đàn bà ngu muội kia, ngày sau khi Đức Chúa Trời ban phước, chúng ta đưa tay nhận lấy, nhưng mà khi giáng họa thì chúng ta lại trục lại đại sát. Và một lần nữa ông nói rằng: dẫu Chúa giết ta thì ta vẫn nhờ cả nơi này. Tôi có ba đứa con, và thằng con út là Minh Đạt, nó nhát đòn, tướng nó to nhưng mà nó nhát đòn, là nhát đòn. Mà cái khi nó còn nhỏ đó, mỗi lần khi đánh rồi cho nó không chạy chạy khỏi nhà chốt, khi đánh một cái rồi là nó chạy nhảy vô lòng tôi đẩy nó ra. Con là đứng đây vì con sai để ba phải sửa, phải dạy con. Dạ đứng quanh tay vậy. Con ôm tôi. Như vậy còn đánh được nữa không chị? Và ảnh vậy chứ mà, ảnh là người ít bị đòn. Sợ đòn đó. Ba đánh thì chạy lại ba, chứ không có không chạy trốn. Có những đứa nó chạy trốn thì cho nên khi chúng ta hiểu được ý, được bổn tánh của Ngài, thì như ông Giốp nói, dẫu Chúa giết ta, ta cũng nhờ cậy nơi Ngài. Ngài luôn luôn tốt lành đối với chúng ta, ngay cả trong nghịch cảnh, ngay cả trong thử thách, ngay cả chúng lúc mà chúng ta đối diện với hoạn nạn, thì anh chị em nhớ một điều đó, luôn luôn là tốt lành. Loại bỏ ra khỏi tư tưởng chúng ta những cái suy nghĩ sai trật về Chúa, loại bỏ ra khỏi và cái lợi ích. Có lần năm 97-98 khi tôi đi truyền giáo ở khu vực Đồng Xoài, thì khi tôi đi vào trong cái vùng gọi là bù nho, và khi chúng tôi đi vào như vậy thì bắt đầu trời chuyển mưa, mà trời chuyển mưa thì tôi bắt đầu phải chạy ra. Bởi vì nếu như không chạy ra kịp mà trời mưa thì coi như là xe không có thể đem ra được. Tường đó nó phải chờ cho nắng ráo thì bắt đầu che chạy được, chứ còn không nó lầy lội mà dính cái bánh xe. Mà khi chúng tôi thấy trời mưa như vậy thì mình đang chạy hớt cải, chạy rất là nhanh như vậy. Tôi là người cho mượn. Khi tôi chạy thì chúng tôi cán một cục đá văng lên và bể cái lốc xe. Anh chị thấy kinh khủng không? Hoàn toàn không biết bị lệnh bể lốc xe luôn, và cán cục đá như vậy nó bể một cái má bên cái má đùm, cái ốp xe của cái máy. Chúng tôi không hề biết là cái lốc nó bị, và nó chạy nhanh.
Và từ đó chúng tôi chạy về tới Sài Gòn gần 100 cây số. Chúng tôi chạy về tới Sài Gòn. Tôi trả, tôi nói là chiếc xe này nó bị bể cái bên má, không có biết là nó bị hư lắm. Nó không bị, không biết là nứt lóc mà chảy nhớ, không có gì. Nhưng mà chúng tôi không hề phàn nàn với Chúa về điều đó. Không hề phàn nàn tại sao lại cho cơn mưa như vậy để mình có phải chạy về. Nhưng mà khi chúng tôi trở về tới Sài Gòn rồi và trả chiếc xe cho ông mục sư, và đến khi ông dẫn ra tìm chiếc xe thì nhớ không còn nữa. Mà trên tưởng tượng nhớ không còn thì sao chạy? Mà nói ra con là cái lóc nó bị nứt và nhớt. Chúng tôi hoàn toàn, chúng tôi không biết ơn Chúa. Xem coi cái điều gì mà Ngài muốn dạy dỗ chúng con. Một lần nọ chúng tôi đi vào vùng Trị An, Rang Rang Bờ Hào. Có lẽ nhiều số em cũng chưa có nghe được cái địa danh này đâu. Chúng tôi đi chuyển giảng cao su, rồi tràm cây rừng. Xa xa thì mới có một cái chòi người ta cất canh cái cao su bị nổ. Thì tôi đi vào rồi thờ phượng Chúa cùng với anh chị em, chia sẻ lời Chúa xong thì tới gần xế chiều chúng tôi bắt đầu. Và trên đường chạy ra được khoảng 10 mấy thì chiếc xe tôi nó bị cán đinh. Bóng người đi ngang, không một bóng người đi ngang. Còn đoạn đường cả chục cây số mới có một căn nhà. Đó, không có. Thì anh chị em dẫn bộ vậy lắm. Mà ngày xưa thời đó đâu không có cái gọi là không rửa. Cái vỏ xe là vỏ xe mỏng lắm, cho nên xịt một cái là nó dẫn rất là khó đi. Nên là chúng tôi cứ dẫn bộ như vậy, gặp một người đó, người đó quay trở lại. Người đó nói: thôi để tôi kêu cái ông thợ để vào đây để sửa cho anh. Và thế là họ chạy ra, họ kêu ông thợ. Ông thợ lấy đồ vô và vá xe cho chúng tôi. Và khi vá xe như vậy, chúng tôi làm chứng được cho ông thợ đó. Em thấy lạ lùng không? Cho nên có những điều mà nó xảy ra khi mà chúng ta có Chúa, chúng ta có sự công chứng của Chúa bên trong. Chúng ta qua bên Macedonia để truyền giáo. Ô, và họ đi qua, họ truyền giáo rất thành công. Rất thành công. Ngày nào cũng nhiều người tin Chúa. Và có một cái con quỷ phi tôm ám vào bé gái. Và nó nói rằng: người này là tôi tới trời chí cao rao truyền các ngươi đã cứu rồi. Và cho nó nói: ông cực lòng vì cớ nhiều ngày nó làm như thế. Ông quay qua đuổi đó. Và cuối cùng là hai ông không được chào đón, nhưng còn bị bắt và bị giam trong. Phao-lô bị bắt đã rằng Phao-lô là người chủ động, nhưng còn Sila là người đi theo. Sila lúc nào cũng nghe theo ông thầy của mình. Ông thầy nói là đi qua Macedonia thì là ông đi ngay. Nếu anh em là Sila thì anh em phản ứng như thế nào? Làm mầm với thầy mình không? Con đã nói rồi, thầy lẩm cẩm, thầy hở chút cái là hiện thấy, hở chút cái là thầy khải tượng đó, bây giờ bị bắt rồi đó, thầy tính thì sao? Nhưng mà hai ông không hề làm một cái điều gì khác hơn ngoài cầu nguyện và ngợi khen Chúa. Tức là tìm biết được ý muốn của trời trong hoạn nạn, trong nghịch cảnh, để rồi khi hai ông bắt đầu ca ngợi Chúa thì Chúa mở một cái con đường cho hai ông, một cánh cổng truyền giáo được mở ra ngay ở trong ngục. Đó chính là gia đình của người đại lao tên Chúa. Cho nên chúng ta cần phải loại bỏ khỏi những cái điều ô uế, rồi những cái tư tưởng gian ác, những điều gian ác
để nhận lấy lời đã trọng. Cho nên chúng ta hợp tác với Chúa bằng cách là loại bỏ, ra lệnh cho những cái tư tưởng không đúng đắn, những nghi ngờ không đúng đắn, mặc lấy tình yêu của Chúa cách đầy dạy để không có sự nghi ngờ sự dữ, để chúng ta có thể tiếp nhận những cái điều tốt lành ở trong Chúa. Đa phần tín đồ xác thịt họ luôn luôn có những cái tư tưởng tiêu cực, nhưng mà họ thì họ sẽ được cái sự kinh nghiệm ở một ngày họ trưởng thành hơn khi họ lấy cái lời trồng trong lòng để đổi hồn của họ được giải cứu. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể hợp tác để tiếp tục nhận lấy lời Chúa trong chúng ta và trong sự vâng lời đối với tiếng nói của Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta. Càng tập thì chúng ta sẽ nhạy bén trong tiếng nói của Thánh Linh và chúng ta trở nên bình an và tiếp tục những trái của sự công chính tiếp tục được thể hiện ra đời sống chúng ta. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao một chút rồi chúng ta sẽ trở lại trong phần ba la mã. Anh chị em nghỉ giải lao một chút nha. Dạ thầy ơi, cho em hỏi một tí được không thầy? Dạ chị hỏi đi ạ. Dạ em có hai con nhỏ em Úc, như lại nó có một thằng con trai, trai nó là D thầy. Dạ.